Thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ gần xa. Thật đúng là chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, ho hét cười đón nắng bình minh. Với đôi anh chị đẹp xinh, đẹp đôi Lan Phượng chúc mai một nhà. Họ hàng cô bác gần xa đến mừng hôn lễ tảo tần cập kê. Và để cho duyên thắm má kề trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Và từ nay tới tuổi thanh xuân, từ nay tới tuổi ân cần bên nhau. Quả cau là quả cau non, thân nó tròn tròn, vỏ nó xinh xinh. Để nàng về nàng ở với anh mà yêu nhau câu 6 bổ thành câu 3. Một lần nữa cho phép anh em những người làm chương trình chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu, các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng tự nhiên sơi chầu uống nước hút thuốc và không để cho quý vị và các bạn phải chờ lâu. Sau đây cho phép anh em những người làm chương trình chúng tôi được trịnh trọng tuyên bố đêm giao lưu âm nhạc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho tân cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay tại hôn trường cưới hội nhà trai chúng tôi xin được chính thức bắt đầu. Mà thế ra thì đường xã ra tôi có hai đó, ông bà của chú rể thì nó đã quá già rồi, không thể sang được, cho nên là tất cả gia đình họ nhà gái phải lo liệu tất cả thay thế cho gia đình họ nhà trai, thay thế cho gia đình họ nhà gái cùng làm một cái lễ đám cưới, đám hỏi rồi dạm ngõ, tất cả những công việc đó của một cái đám cưới là gia đình bên gái phải lo tất cả. Bởi vậy cho nên là các ông, các bà, các anh, các dì và các bác và tất cả các bạn thanh niên chân quý rất thông cảm cho vấn đề này. Và chúng tôi cũng sẽ đủ đầy đủ các lễ rồi. Sáng thì có một lễ dạm ngõ tức là đã qua rồi, giờ là lễ nạp bài và đám cưới. Thì tôi thay mặt cho gia đình xin kính chúc tất cả các ông, các bà, các anh, các dì và toàn thể các cháu một năm hạnh phúc và vui vẻ.